Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Xả kho dòng xe bị khai tử, giảm giá tới 90 triệu đồng. Sau một thời gian phân phối, Ford Focus tại Việt Nam có doanh số khá ê ẩm so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Các đại lý của Ford đang giảm giá để tuồn nốt lô hàng cuối cùng sau khi Ford Focus đã bị khai tử. Từ tháng 6 năm 2019, Ford Việt Nam quyết định ngừng sản xuất và phân phối Ford Focus tại nhà máy Ford Hải Dương. Tuy nhiên, việc khai tử dòng xe này vẫn nằm trong chiến lược chung của hãng. Hãng sẽ tập trung vào sản xuất các dòng xe có thế mạnh và có nhu cầu cao hơn tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, một số đại lý Ford đang thực hiện nhiều chương trình giảm giá đối với dòng xe này với mức giảm tối đa lên tới 90 triệu đồng. Cụ thể, hai phiên bản Ford Focus, Titanium và Sport hiện đang có giá niêm yết là 770 triệu đồng, được giảm từ 60 cho tới 70 triệu đồng. Đối với hai phiên bản Trend Sedan và Hatchback hiện đang có giá niêm yết là 626 triệu đồng cũng sẽ được giảm giá tối đa lên tới 70 triệu đồng. Nhiều đại lý còn có mức giảm tới 90 triệu đồng. Với mức giá đã giảm như vậy, khách hàng có thể mua một chiếc xe hạng C tương đương giá của một chiếc xe hạng B. Ford Focus hiện đang trang bị cụm động cơ 1,5 lít EcoBoost cung cấp công suất 180 mã lực với mô men xoắn cực đại 240 Nm, cao hơn so với công suất của một động cơ xăng 2 lít thông thường, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp Select Shift giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 20% và ít khí thải hơn khoảng 15%. Một chuyên gia kinh tế phân tích, thông thường đối với các dòng xe có hiện tượng khai tử sẽ nâng mức giá bán cao hơn ở mức giá niêm yết, tuy nhiên Ford Focus thì lại ngược lại. Trên thực tế, mẫu Focus có doanh số khá thấp tại thị trường Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số dòng Focus chỉ đạt trung bình dưới 200 chiếc một tháng. Cụ thể, nửa đầu của năm 2019 đạt được 1.152 xe, bình quân đạt 192 xe một tháng. Trong khi đó, cả năm 2018, tổng doanh số của Focus đạt được 2.105 xe, bình quân đạt được 175 xe một tháng. Trong khi đó, các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng C như Mazda 3, doanh số năm 2018 là 13.346 xe, Toyota Corolla Altis 5.560 xe, Kia Cerato 11.678 xe, Hyundai Elantra 6.342 xe. Rõ ràng, doanh số của xe Focus đạt được là rất thấp. Điều này chứng tỏ Ford Focus cũng được ưa chuộng tại Việt Nam. Chính vì vậy, việc nhà sản xuất ô tô Mỹ ngừng cung cấp dòng sản phẩm này cũng là điều rất hợp lý. Ford Việt Nam cho biết thêm, đối với dòng xe Focus được mua sau thời gian bị khai tử, vẫn sẽ được bảo trì bảo dưỡng theo đúng chính sách bình thường của hãng. Cụ thể, tại các đại lý chính hãng của Ford vẫn tiếp tục bảo dưỡng và cung cấp phụ kiện cho khách hàng theo đúng quy định. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.